được à, chú đụng vô nó gớt trơn. Đụng vô không được không Năm? Dạ, dạ. Gớt trơn. Này gớt rồi tôi xin thiết bên băng áp qua tôi ấy nè. Trời ơi. Ừ. Thuốc xong rồi. Bây giờ ông Năm chưa có lãnh tiền thọ chưa? À, lãnh tiền cô đơn. Cô đơn. Dạ. Được nhiêu? Được 400, một lần 180. Rồi bây giờ lên được 400 mới có mua thuốc nè. Trước mình gây ác quá, kiếp này mình phải chơi đền tội như vậy. Dạ. Ông Năm có trách cho số phận của mình không? Không, không. Cũng như bên ông Phật nói lực nhân quả thật là câu diễn mà suốt cổ kim nhân lọt một ai. Ừ. Suốt gì ông Năm? Suốt cổ kim. Suốt cổ kim là từ cổ xưa. Kim dạ, đó. Dạ. Cổ là trên hết dạ. Trước. Còn kim là đời mình. À, suốt cổ kim không lọt một ai. Dạ, dạ. Yeah. Bây giờ có nhân thì có vậy, có quả thì phải trả, trồng bông kiển chống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm lòng quấy, về thiên đàng thì tâm ấy tao ra. Nếu chữ tâm là quỷ hay ma mà tiên hay Phật cũng là tại nó. Bởi chữ tâm mình nó tiên Phật cũng đây. Tại mình bậy bạ chứ đó. Vì ma vì quỷ đó phải vì người vậy. Mình có thể là tiên hoặc là quỷ là cũng tại tâm của mình. Tại tâm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Hà, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và đây cũng chính là quê hương của Bùi Hồ. Thì trong cái quá trình mà đi về quê đó, Bùi Hồ được một số cô bác anh chị ở đây giới thiệu. Nói bây giờ nhà ông Năm ở đây, nó đang mục nát rồi, nhờ Bùi Hồ quay lên để có thể hỗ trợ thêm về cái phần tôn. Ông Năm này đó thì là một trước đây là một người thầy hốt thuốc nam. À, và ông sống chỉ có một mình. Trước đây thì Bùi Hồ lúc nhỏ cũng thường bệnh hoạn thì cũng có lại nhà ông Năm này, nhờ ông Năm hút thuốc, bốc thuốc giùm. Hôm nay thì quay trở lại đây thì thấy ông Năm rất là yếu rồi đó. Quay trở lại cái căn nhà nè. Trước đây thì đây là một cái nhà thuốc hả? Dạ, ông Năm không có. Cái nhà tôi dạ. Hút thuốc ở trong này đó. Dạ. Mấy ông cắt nhà chưa cắt đỏ không nổi. Thôi bây giờ ông làm phước cho ông làm phước luôn đi. Ông Năm năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là tuổi thiệt thì 73. Dạ. Còn tuổi trong giấy thì nó 71. Trước con là biết ông Năm rất là lâu rồi. Ngày xưa con nhỏ con cũng có thường lại ông Năm hút thuốc. Dạ. Ông Năm là nghỉ lâu chưa ông Năm? Tại con sao ơi lâu quá. Nghỉ năm nay cũng đâu 4 năm rồi, 4 năm. Ông Năm là chỉ sống có một mình thôi. Dạ, hốt hồi từ là lập trả này tới giờ. Dạ. Hồi trước thì hốt ở trên đường gói. Dạ. Năm nay cũng 40 năm hốt thuốc. Ông Năm là không có vợ con gì hết luôn. Sống có mình một à. Dạ. Rồi hiện nay thì tiền bạc gì đâu ông Năm sống? Cô bác người ta cho mỗi người nhiều khi 10 ngàn có như nãy nhỏ nãy cho trái nấu canh. Ăn tương không à. Ừ. Tương từ đó giờ ông Năm ăn tương luôn. Từ 19 tuổi giờ. Dạ. Dạ. Ừ, nhà của ông Năm dạ là cô đúng. Bác quý anh chị. Dạ. Dột hết trơn luôn à. Dột hết trơn luôn rồi. Không có còn chỗ nào đó. Dạ. Từ đây tới trong luôn. Ờ, nhà này là được ông Năm nói là được nhà nước cất cho bằng những bây giờ ấy thanh mối bên cây. Cái này gọi là cái thanh lợp tôn đó. Là nó bằng bê tông hết, người ta đổ rồi người ta cất tiền chế cho. Và đây là cái nền gạch của ông nè. Ông thì chỉ sống có một mình thôi. Dạ. Dạ. Ông Năm ơi, ông có thể dẫn con đi vô nhà ông được không? Dạ, dạ được. Dạ, ông Năm thì đi yếu là chân yếu. Ông Năm nghe nói nhiều bệnh lắm hả? Dạ. Dạ. Rồi cái cửa nè. Cửa này là cây lên tay cất cho mình lâu chưa ông Năm? Cất năm 2000. Dạ, 2000 đến nay là 20 năm rồi. À. Nhà nó đã một này hết rồi nè. Mấy ông quỹ ban mới cho được hai cái máy anh chun bự bự ra. À, rồi hai máy này đấy không Năm? Dạ, hai máy anh chun hư trơn rồi. Ờ, còn cái giường không à. Còn ở trên lỗ hang không à. Trên tôi lấy tiết tôi trên cái mưa họ cũng ướt nhẹt mà. Con thấy nó ghê quá không Năm ạ? À? Chất, muốn gãy rồi cỡ nó biết sao giờ. Dạ, trời ơi, cái miếng này là mà nó bây giờ. Không đụng vô không được, chứ đụng vô nó gớt trơn. Đụng vô không được không Năm? Dạ, dạ. Gớt trơn. Này gớt rồi tôi xin thiết bên băng áp qua tôi ấy nè. Trời ơi.
Ở đây là cái nơi thờ cúng bông này, này nhỏ này, nhỏ này thì thấy và thờ cúng từ đó giờ vậy. Dạ. Hồi hốt thuốc thì cái bàn coi mặt đây đó. Cái bàn đâu? Cái ghế này có năm rồi. Đem xuống trạm rồi. Dạ. Đem đi trạm y tế rồi đông tây kết hợp đó rồi mới đi với mau mới đi với. Rồi bây giờ về hưu rồi đi trở về nhà cũ ở. Ôi, mấy ông Năm là không cho mình đụng vô mới mấy cái dạ, miếng này luôn nè. Gớt cho nè. Đụng vô cái nó xô có thể là nó ngã luôn không Năm dạ. Hả? Ngã không Năm? Ngã đó là. Dạ, trơn nếu anh ngã thì không có đồ dừng. Trời ơi. Người ta cho được miếng thiết là dừng ở đây nè. Người ta cho mình đấy hả? Dạ. Cái này người đời ta cho đó. Cái này nó ngã trơn luôn. Dạ. Trời ơi trời. Cái cửa giờ mở ra không được luôn, nó sụp luôn. Sập cửa trên lỗ bật đèn lên được không Năm? Dạ được đâu cái này đó hả? Bên đây là đây có cái bóng đèn nhỏ xíu à? Có bóng đèn nhỏ xíu này đấy, con nói là có cái bóng đèn nhỏ xíu đó để ông ở trong này ngủ đi. Dạ. Nhà ông có thấy đâu có gì là tài sản quý giá gì đâu, ông đâu có sắp gì nấu mà tài sản tình ta cho ăn không à. Ừ, cái chỗ ngủ ông là sạch nhất luôn á. Dạ. Là một cái giường ở đây. Dạ. Mà dột dột chỗ này mưa dột không Năm? Dạ dột quay đầu lại đây, mưa dột nghe trống rồi quay đầu lại đây. Dạ. Hả không mưa thì quay đầu đây. Là dột thì quay đầu qua đây. Dạ. Không mưa thì quay ông quay đầu qua đây. Dạ. Tên là tàn cái này bà con của bác cho không? Trời ơi. Nhưng gói cũng cho không, đâu có sắm nổi đâu. Dạ. Không có sắm nổi. Dạ. Dạ. Thương ghê á. Lấy thuốc gì đó, thuốc uống ngày, thuốc nè. Nội thuốc mênh mông luôn á, không có thuốc là chịu nổi. Tối quá, không biết cô ba một chuyện có thấy được không? Thuốc nè, thuốc đây một đống đây luôn. Thuốc đó hả? Dạ, thuốc gì không Năm? Thuốc tay bây giờ đâu có uống thuốc nam gì nè. Bây giờ có sắc lao đủ quá, mệt rồi mới sắc lao đủ. Thuốc nè, thuốc không. Trời ơi. Còn này đừng thuốc không à. Nếu nhà nước cho được tâm nào thì mua thuốc hết trơn. Không có mua gì ăn được hết trơn. Cho tiền là mua thuốc, không mua đồ ăn luôn. Không mua đồ ăn được cái gì hết trơn. Thuốc xong rồi. Bây giờ ông Năm chưa có lãnh tiền thọ chưa? À, lãnh tiền cô đơn. Cô đơn. Dạ. Được nhiêu? Được 400, một lần 180. Rồi bây giờ lên được 400 mới có mua thuốc nè. Dạ. Chứ 180 là mua mấy cái này hết trơn luôn nè. Dạ. Mấy thuốc lên máu nè. Rồi thuốc này nhức đầu, thuốc này thuốc ngủ, con này nữa. Khi nào ngủ không được rồi uống vô. Còn này thuốc nam. Trời ơi, ông Năm vô nhà khoe toàn là thuốc không à. Dạ, thuốc không à, không có gì, không có cái gì quý chứ. Cái này thuốc nam thì người ta cho. Dạ, lát nữa đem ra ngoài trước đây, ông Năm cắt đi. Dạ. Quá thuốc rồi, bệnh nhiều quá hả? Dạ. Trị bệnh người ta mà bây giờ mình ông lại bị bệnh. Bây giờ chạy ở đâu cũng bác sĩ có trị rồi mà không hết rồi. Không hết rồi. Tại căn quả ráng chịu viết sao chú ơi. Trong nhà Phật gọi là căn quả không Năm? Dạ, căn quả của mình. Là sao ơn? Trước vậy? Mình gây ác quá, kiếp này mình phải chơi đền tội như vậy. Dạ. Ông Năm có trách cho số phận của mình không? Không, không. Bởi vì ông Phật cũng nói rồi. Lực nhân quả thật là cao diễn mà suốt cô kim chẳng lọt một ai. Có gây ra thì có trả, trồng bông kiển giống chi hướng nấy. Mình trồng quá lành thì được cái lành, mà trồng quá ác thì được cái ác. Vậy chứ không có gì. Trồng cái ngọt được cái ngọt, trồng cái chua thì nó chua. Vậy là ông Năm nghĩ là kiếp trước của mình là mình gây ác, bây giờ mình phải trả nghiệp hả? Dạ dạ, chứ không than gian gì. Chứ không có than trách gì ai hết? Không, mình phải chơi chết thì nó khỏe, mà gặp ăn còn được. Ăn được chén mấy, ăn được, ác gì đó. Giá chết hoài mà không có chết. Mà tiền không có nhưng nhiều cái khóc ngồi trong này khóc thầm để biết sao giờ. Này là nồi cơm của ông á hả? Dạ, nồi cơm này em mua cho nè. Cơm điện còn, em mua cho. Còn này của bác mua cho. Còn bên đây là cái sống chén của ông Năm. Còn cái này sống chén. Người này cháo, lâu lâu tao mua cho bịch cháo gì đó, ăn thùng còn đó. Cháo để ăn hàng ngày chứ đâu đi đâu nổi, không đi nổi. Nè đây là nhìn thấy được ngoài trước luôn, ánh sáng ngoài trước luôn cô bác anh chị. Dạ, chị đụng cái nó rớt. Đụng được một cái là một nó ăn. Thì nè máng bọc đây cho nó hơi kín kín chút. Trời coi ơi. Được.
nhưng cháu được vậy ông Năm đó. Được mấy bộ đồ đây nè, dạ, được mấy cái áo cho không đó mà ba không bốn năm sáu bảy cái áo. Ờ, người ta cho con à. Là ông Năm nấu cơm củi hả? À, nấu cơm điện không, nấu đồ ăn củi sắc thuốc củi. Ồ, có gì đâu mà ăn hả? Ăn tương, bữa nay chắc ăn muối, tao cho có trái trái mướp à. Đang cơm với muối hả? Dạ, muối với nước tương. Ăn được cháo rồi, sáng ăn cháo rồi. Dạ thật chứ không có đi đâu. Ủa, hai nồi này là hai nồi không mà? Hai nồi không không à. Dạ, ông Năm đang làm gì đó? Ché bịch cháo để vô cái này nó hết nè. Dạ, người ta mua thùng cháo vậy là 200 ngàn mà ăn được 3 tháng mấy vậy. Có nghĩa là ông Năm nấu cơm ăn cơm với muối là nhiều hơn á. Đó là chiên cầu hủ, còn cái nồi thuốc đó. Dạ, nồi thuốc chắc sáng uống rồi. Ờ, trời ơi khổ ghê á. Cái nhà vệ sinh đi không Năm? Phải có con, cái đó nó sụp xuống rồi đó. Cái cây ba đằng nó làm sao sụp xuống, bây giờ mở cửa ra không được. Dạ, còn cái này là nhà vệ sinh của mình, rồi ông đi vệ sinh ở đâu? Dạ, dạ, hả? Ông đi vệ sinh ở đâu? Đây nè, đây nè. Nhà nước đúc cho cái bồn đó. Trời ơi. Vậy đó thôi đó, chứ không có dừng dẹo gì hết. Đây là nhà vệ sinh của ông Năm nè, mỗi lần đi vệ sinh ông phải sắp từng thau nước vô hả? Dạ dạ dạ. Nó vào cả mà ở mình sắp nước vô luôn trời. Tính nên là nói đồ của bác, cái xin tiền của bác tao mua cái ống. Mấy cái này là dừng cái khung của tiền chế á cô bác với anh chị. Bằng bê tông, bằng người ta đổ xi măng vô á, rồi làm một cái khung, rồi sau đó dựng tôn lên. Nhà này thì ông Năm ông nói là 20 năm rồi. 20 năm rồi. 20 năm thì đến nay nó cũng đã mục nát hết rồi nè. Ông Năm thì sống nhờ vào sự chung tay giúp đỡ của mọi người thôi. Ông Năm bây giờ đâu có làm gì đâu mà ra tiền. Dạ. Yeah. Khổ ghê á. Ông Năm đi lụm cụm luôn nè. Ở đây có cái giường là cái không gian mà thấy nó gọn ghẽ và đẹp nhất luôn. Yeah. Nhà ông thì được mấy hai cái chiếu đằng kia nữa kìa. Có nào thì ông thay hả? Cái đó ta đi nằm nhà thương về ta cho. Ta bỏ người ta đem lại cho ông hả? Dạ, cũng như ta nằm nhà thương đó. Người ta mua ta trải cái nệm á. Dạ. Trải nệm rồi ta tấn cái tuyết ta đem về cái ta cho hai chiếc. Trời ơi, người ta xuất viện rồi sao ta cho hả? Dạ dạ. Dạ. Chứ đại trải đại đâu được. Đúng là con nhà em mua cái này là một thứ mấy đó không biết mà trải không vừa. Nhà ông mục nát luôn á, 73 tuổi rồi. Một cái trơn luôn. Ông Năm có ước muốn gì không? Dạ. Phải được nhà nước mà sửa lại được cái mừng dữ lắm. Rồi bước ra trước đi, hai ông cháu bước ra trước. Chết cũng được. Trời, sửa lại ở chứ sao chết. Dạ. Ngồi dạ. Đây đi, ông ngồi đây đi, được hai nhà được hai cái giường. Không thấy chết chú ơi. Coi mạch hoài mà không thấy chết. Ông tự coi mạch ông luôn. Dạ, tôi có mạch giỏi lắm. Năm tháng ra không ai qua tôi đâu. Ừ. Bác sĩ mà còn sợ nó bác sĩ ở đây. Con mạch á. Rồi ông có truyền lại cho ai không? Dạ, tiền là 5 người mà chết hết 4 người. Còn có người kìa. Dạ. Tiền 5 người mà chết hết 4 người rồi. Mấy người kia học trò ông lớn không? Cũng nhỏ nhỏ anh tôi thôi mà. Mà chết hơn rồi. Còn chú này thì còn nhỏ mà lo đi đếm một dịch không mà. Không có làm cái nghề của ông không nữa. Không làm. Mà nó có giấy y sĩ bên đông y gì đó. Ông Năm là ngày xưa là hút thuốc miễn phí không à? Dạ. Không có lấy tiền ai cho chưa ơi. Nhưng mà sao mà làm từ thiện mà bây giờ vẫn nghèo khổ vậy? Dạ. Làm từ thiện thì hồi trước người ta cũng lo cho mình vậy lắm. Hồi trong lúc tôi mới nghỉ người ta cũng đem gạo thóc gì kia ta cho. Nó cái này tiền cho. Với cái thì mò. Là không có ít cho là cúng cho mà ít. Một đời làm từ thiện luôn á. Dạ, hơn đời luôn á. Tôi ông trai hồi nhỏ giờ là ông Năm có thuộc một cái bài câu thơ bài thơ nào nói cho con nghe với. Cái đó là cũng như bên ông Phật nói lực nhân quả thật là câu diễn mà suốt cổ kim nhân lọt một ai. Ừ. Suốt gì ông Năm? Suốt cổ kim. Suốt cổ kim là từ cổ xưa. Kim dạ đó. Dạ. Cổ là trên hết dạ. Trước. Cờ kim là đời mình à, suốt cổ kim không lọt một ai. Dạ dạ.
Bởi giờ có nhân thì có vậy, có quả thì phải trả, trồng bông chuyển giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm nồng quấy, về thiên đàng thì tâm ấy tạo ra. Nếu chữ tâm là quỷ hay ma mà tiên hay Phật cũng là tại nó. Bởi chữ tâm mình nó tiên Phật cũng đây, tại mình bậy bạ như kia đó. Vì ma vì quỷ phải vì người vậy. Mình có thể là tiên hoặc là quỷ là cũng tại tâm của mình. Tại tâm. Dạ. Tại cái tâm mình ra không ạ? Tại tâm mình ra. Bởi ông Phật cũng nói tiên Phật cũng là tại nó. Bởi ông chỉ cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Yeah. Hay ghê á. Thuộc thì nhiều lắm chú ơi, mình bây giờ nó quên hết lên rồi. Có câu nào khuyên dạy người đời không? Niệm này kia đó hả chú? Dạ. Bởi vậy bây giờ nói ra cái này mình bắt đầu quên. Phi đời tư này mình nói vậy cũng là cũng biết tu rồi. Dạ. Biết ăn năn phước đường tạo tác, lo thuốc thang phản giác Phật trời, ách trở lòng thì đắc Phật giúp đời, chú rộng từ bi hỷ xã. Một phước nhiều tiên cảnh lên dài, mà tội nhiều xa đạ nhiều ngày thám thê. Phước đức thì quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Ông vẫn nói nhiều lắm. Bởi vậy nói nhiều khi ông Phật ông khuyên mấy người quá bụa, bà nào quá bụa hữu tài tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong để khi nhắm mắt bên chồng nhìn chia. Ông ban các chợ sắm he tiệm vàng thanh mộ nhà văn ruộng đồng, dầu cho ông bán vàng chăng ấy nữa thì nếu không có ông ruộng lại mua thì ông bán vàng cũng chịu nghèo thôi. À, phải không? Dạ. Đúng, phải đúng vậy đó. Dạ. Bởi nhờ văn ruộng đồng này cho nó giàu vô đó. Dạ. Cũng như mình làm giàu thì nhờ cái thằng làm mướn mình. Nó dạ. Vậy đó thôi. Dạ. Thằng ở đỡ mình. Chứ mình làm giàu cũng không được đâu. Dạ. Đó. Bởi ông Phật cũng nói chí lý đó. Câu nào ông nói là điều chí lý hết. Thở trước thì có thể tiểu lũy nói chuyện đạo đức hồi thơ năm 19 tuổi, 20 tuổi. Đi nói chuyện đạo đức cô bác nghe lắm. Dạ. Sáng suốt thông minh lắm. Tới 28 tuổi á rồi mới tiếp quản. Dạ. Rồi tới bây giờ đó hốt thuốc luôn tới giờ luôn. Không mới nghỉ đây 4 năm nay, 4 năm mấy, 4 năm gì đó. Hơn 40 năm làm nghề thầy thuốc nhưng mà bây thầy giờ thuốc phải không không có làm gì hết. Thầy thuốc miễn phí. Hốt đầu trên chùa Tân Quới. Rồi sao mới là về Tân Bình. Sao mới là hốt Tân Quề, Đình Tân Quề bên đó. Dạ. Đình Tân Quề rồi cái năm này mới kêu trở về đây lập xã Tân Bình. Mới lập xã mới kêu về đây là hốt thuốc ở nhà thuốc Đẳng á. Dạ, lúc đó con biết. Dạ, hốt ở Đẳng. Rồi thành ra mới cắt cái nhà riêng ra rồi nó sụp dưới sông đi. Cắt cái nhà tre. Cổn nó sụp xong rồi mấy ông với huyện nó lên hôm bây giờ ông di vợ đi ông tôi cho cái nhà trong sống dưỡng già tới chết luôn. Dạ. Nó rồi hết trơn trong xã Tân Bình này có cái nhà này thôi. Nhà không có cái nhà nào hết trơn, có nhà này vậy bằng xi măng à. Dạ. Chứ cho thêm bằng sắt không à. Ồ nghe ông Năm nói chuyện về Phật pháp dạ. Nghe hay ghê luôn á. Dạ. Nghe đọc bởi cái gì cũng vậy trơn nghe chú ơi, cái gì cũng lấy cái đạo đức. Dạ. Lấy cái nếu ta làm phải thì phước hờ bên lưng, nếu chú làm phải thì phước bên chú bên lưng, chứ phải ta làm phải phước hờ trước mặt cái ai cũng làm phước hết trơn chú à. Dạ. Vậy đó. Bởi khổ lắm chú ơi mà cũng không dám than, tại nhân quả của mình thì mình phải ráng chịu mà thôi. Dạ. Chứ đáng lẽ là tôi phải là không đau không đớn phải à. Uh-huh. Tới ngày mà chết trời phải chết, mà cái năm kia đau chết hai lần ở đây ta gom áo lại. Rồi có ông ở bên Úc á, ông về ông xuống đây tại sao ông tu mà ông đau quá. Bây giờ tiền kiếp trước của tôi không biết được, nhưng khi nó nặng quá nhưng mà tiền kiếp này tôi mới sinh ra thì tôi không có làm gì hết, chưa biết đẻ của ai, trái cà trái ớt hay là hoặc đẻ cái mía hay hoặc cái dưa không có. Yeah. Rồi bước vào ân tương rồi năm 19 tuổi nó rồi thì dặn tới bây giờ là học tôi nam năm 28 tuổi tới giờ học tôi nam 28 tuổi. Chứ không biết đi chơi đi bời gì trơn chứ ơi. Vậy không là ông Năm tu cho nó khỏe. Hôm nay thì đến đây thì con thăm ông Năm. Dạ. Thì cũng rất là lâu con xa quê hương rồi, cũng con cũng có ít thường lên cái đoạn đường này. Dạ. Thì nghe được
chú của con giới thiệu ông Năm nói bây giờ quá khổ sống ở trong cái căn nhà này. Ông Năm ơi, thì ông có một cái ước muốn gì không ông Năm? Ông nói là ông ước muốn là nếu nhà nước mình có lòng từ thiện, hay là hoặc là bên Lạc Quyên có lòng từ thiện, cô bác có lòng từ thiện rồi sửa lại cái ngôi nhà vậy. Sửa lại cái vách thôi hay là hết luôn? Dạ sửa ít cho nên cũng được nữa. Nhưng nguyên mái trước thì tại bây giờ nó ướt nhạt mái trước bỏ đi cũng được, thì sửa lại cái mái này thì ít dột. Dạ sửa lại cho nó không dột thôi ha. Dạ nha. Thiết thì bây giờ lũng cái trơn vậy đó chú ơi. Nè con, hôm nay con đến đây con nhờ biếu ông ít tiền để ông có thể mua thuốc uống. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Độ cho chú có tiền để chú làm phước. Dạ. Người khác nữa. Dạ con hôm nay thì không có, hồi nãy con lên đây thì con rút ít tiền lắm nên là nữ con chạy lên con mới nhớ là chú điện cho con mới chạy lên đây đó con. Dạ. Năm quan nhà mình coi như thế nào, ông Năm cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Nếu được thì Mạnh Thường Quân có ủng hộ con, nếu có tiền á. Dạ. Uống thuốc này kia thì nó đỡ. Dạ Mạnh Thường Quân có ủng hộ con thì con sẽ cố gắng nhờ người xây sửa cất lại cái che lại cái phần mái này cho ông. Dạ. Giữ lại cái phần vách này cho nó im đi xíu. Nam Mô A Di Đà Phật, nếu là vớt được thì ngàn đời. Dạ. Không bao giờ có được. Dạ dạ. Thôi con xin phép Năm con về nha. Dạ.